Ai cũng biết mạng Internet hiện nay là một điều không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì nó đem lại rất nhiều lợi ích to lớn cho xã hội. Mà một trong những lợi ích đó là việc kết nối và đưa con người lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, cũng chính vì cái việc giao lưu và kết hợp ngày càng trở nên đơn giản này mà đã sinh ra những mặt trái của Internet. Bởi vì sao? Là bởi vì bạn có thể trở thành bất cứ loại người nào trên cái thế giới ảo này. Thế nên, câu hỏi đặt ra là bạn là ai khi online? Có bao nhiêu bạn ở đây đã từng thử tán gái qua mạng? Và có bao nhiêu bạn ở đây đã bị lừa? Đã tán gái qua mạng hay còn bị lừa? Mày đếch hiểu gì cả? Đối phương biết Photoshop. Trong cái thế giới ảo này, yếu tố nào có thể biểu hiện rõ nhất giá trị con người bạn? Đó là những tấm ảnh. Một ví dụ rất đơn giản. Tại sao bạn lại add Facebook của một đứa con gái bạn không hề quen? Là bởi vì nhìn qua là mình thấy là bạn ý rất là cá tính nhá, rồi trông cũng ngoan ngoãn này, rồi tính cách khá là hay, nhìn có vẻ như là người nói chuyện rất là hấp dẫn. Dẹp. Bạn add Facebook của em ý đơn giản là vì em ý trông xinh xắn và ngon lành, thế thôi. Thế nên trong thế giới ảo này, nếu bạn thích được chú ý thì những bức ảnh của bạn cần phải hội tụ những yếu tố sau. Với con trai thì mặt mũi sáng sủa, càng Hàn Quốc càng tốt. Còn người ngợm thì có giặt dẹo tí cũng không sao. Con gái thì rất là đơn giản: mặt xinh, da trắng, ngực to, mông cong, chấm hết. Đó là vấn đề về những bức ảnh. Thế còn những thước phim video thì bạn có thể là ai khi online? Câu trả lời vẫn tương tự: bạn có thể là bất cứ ai. Đâu, video nó rõ ràng hơn nhiều. Là bởi vì sao? Bởi vì ta sẽ nhìn được thái độ của người đang nói trong video này, rồi có thể nghe được những gì anh ta nói để mà từ đó đánh giá được con người của anh ta. Dẹp nốt. Bạn có thể đánh giá người ta bao nhiêu tùy thích, nhưng không bao giờ được khẳng định chắc chắn con người họ như thế nào thông qua video. Bởi vì sao? Bởi vì đến 99.99987% là video bạn đang xem đây đã có dàn dựng và được chỉnh sửa. Một ví dụ rất đơn giản: các bạn đang xem video của mình thì các bạn thấy mình nói chuyện rất là từ tốn này, hay làm trò, hay đùa cợt vui vẻ này. Nhưng ngoài đời thì đâu ai biết mình là một con người như thế nào, đúng không? Đây chỉ là một thế giới ảo thôi. Mình có thể là các loại người. Mình có thể là một hot boy. Mình là một đứa con trai rất thích hát. Thế nên mọi người đặt nickname cho mình là hot boy. Hoặc chỉ là một đứa đầu to mắt cận. Mình học rất nhiều, nhưng bao giờ đi thi cũng chỉ được giải khuyến khích. Mình có thể rất nhát gái. Mình rất sợ các bạn nữ. Mình không hề sợ các bạn nam luôn nha. Nhưng cũng có thể rất mê gái. Hello. Nick chat của mình là: khi anh yêu, gạch ngang, triệu trái tim tan vỡ, bcs.ok. Các bạn thấy đó, mình có thể là bất cứ loại người nào trong những loại người vừa rồi, trừ loại thứ ba. Đó là về phía mình. Còn về phía các bạn, bạn là ai khi online?